Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ có từ dâu, da, xoan. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng xoan đào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng. Vòng hôm nay của mình sẽ là vòng xoan nhừ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đây là đó, cứng đầu đấy. Đấy. Mình xỏ màu xanh dương nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu xanh dương nhé. Mình xỏ xanh dương nha mọi người. Tiếp tục là mình xỏ màu cam. Mình xỏ màu cam nha mọi người. Mọi người mình xỏ màu cam nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu tím nha. Mọi người ơi, mình xỏ màu tím này. Bây giờ mình xỏ màu tím nha. And let me group to right now. Em tìm một tháng bình yên vang lên trong. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ xanh nõn này. Bây giờ mình xỏ màu xanh nõn nha. Màu xanh nõn sẽ là màu tiếp theo của mình nha mọi người. Giờ mình xỏ màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu đỏ nhá. Giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nha. Cứu được. Số 4 nó cứu ngay. Men, cứu được rồi. Bình chữ 7 nhá. Mọi người ơi, bây giờ mình xỏ màu vàng nha. Mình xỏ màu vàng nhá mọi người. Mọi người ơi, mình xỏ màu vàng nhá. Em tìm một thoáng bình yên. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ màu đỏ nha. À, màu vàng. À, cái gì nhỉ? Màu trắng. Mọi người ơi,
Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ màu trắng nha. Mình xóa hạt chữ màu trắng nha mọi người. Giờ mình kết vòng nha mọi người mình kết vòng nha. Bây giờ mình sẽ kết vòng nha mọi người. Mọi người ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn, đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha.